Có cá gì lạ không em? Con bự, con cát gì. Để cát mà, cát mà, cát. Rồi. Mời em thả. Ê, có con cá này. Dẹp. Cái này cá chai. Cá chai. Cá chai hả? À, cầm nó lên coi. Người nó có nhớt dữ vậy hả? Nhớt nhớt nhớt. Còn con cá dài dài này. Ừ. Con dài dài kìa. Cá đục. Cá đục hả? Dạ. Dạ bây giờ em xin phóng sanh ký cá thứ 5 cho chị Như Ý Cát Tường nha, hồi hướng công đức cho chị. Dạ. Rồi. Gần gần lại, gần gần. Nó có cái nước nhớt gì bị dính dạ, vô vậy? Con cái chai nhiều nước nhớt quá ha. Dạ. Vậy là hôm nay em xin kết thúc cái chương trình phóng sanh cho chị Như Ý Cát Tường ạ. Bây giờ em sẽ phóng sanh cho những anh chị khác. Ngày mai em sẽ phóng sanh tiếp cho chị Như Ý Cát Tường nha.